lành tôn quý ông bà anh em là chứng nhân cho Chúa giữa đời. Và tôi nghĩ rằng nếu quý ông bà anh chị em nói rằng mình yêu Chúa mà không dám nói về Chúa, mắc cỡ khi nhắc đến Chúa, thì có lẽ tình yêu này phải xem lại, chứ khó có thể là một tình yêu đích thực. Tôi muốn hỏi quý vị xin thành thật nói rằng, có ở đây anh nào chị nào mà mình có người yêu, có vợ mình mà mình mắc cỡ khi giới thiệu cô, xin đưa tay cho biết. Có chị nào có rằng mình yêu chồng mình yêu người yêu mình nhưng mà mình mắc cỡ không giới thiệu cho biết. Có ai trong ông bà anh yêu người nào đó vào tên của người yêu mình rút rất lắm, người ta chẳng hỏi đến nhưng mà mình cũng tìm cách này cái cách đem ra xem và các câu chuyện để giới thiệu về người mình yêu mà. Và khi nhắc đến tên của người mình yêu thì sao? Nó ngọt tận với ổ gà. Có đúng như vậy không quý ông bà? Yêu người còn thế mà yêu Chúa thì có dám nói là một điều môn thủ. Một điều môn thủ. Thế thưa quý ông bà, Chúa cho tôi với quý vị còn đang sống ở đây, chứ là mỗi người chúng ta trong một hoàn cảnh nào đó ở giữa một thế giới sống động này, không phải để chúng ta chỉ tìm kiếm cho mình một chỗ an lành bản thân, cũng chẳng phải chúng ta để chúng ta trên trần gian này rồi tối ngày cứ lo cái chuyện cơm áo gạo tiền. Dẫu rằng điều đó là nhu cầu của họ, nhưng Chúa đặt chúng ta ở đây có một mục đích rõ ràng lắm. Vì cơ tôi trai tớ gái của Chúa đang mời ở đây đều là những người có thể bày tỏ về Chúa của mình cho những người khác, mà là những người có thể phải ơn của Chúa Trời để có thể cứu người, để có thể gây dựng tin trong anh em. Dầu chúng ta không được ai khen ngợi, dầu cũng chẳng ai tôn cao chúng ta, nhưng sứ mạng mà Chúa giao cho tôi và quý ông bà anh em thì đã có. Cho nên dầu âm thầm chúng ta vẫn có thể phải làm, và khi đã có sứ mạng thì tôi với quý ông bà anh em không thể là người không biết ơn Chúa, không thể là người vô tâm vô cảm, mà phải là người tiến trung để rao giảng và sống một đời sống chứng nhân cho Chúa giữa đời. Sau năm 75 có gia đình người tín hữu từ Quảng Nam trước tiên muốn tìm kiếm cho mình một chỗ an thân, nên gia đình người này đã đến khu vực Thành Lợi Vĩnh Long để định cư ở trong một vùng kinh tế mới. Người ta gọi khu vực đó là khu vực Thành Trung. Những ngày bước đầu để ổn định gia đình và lo chuyện cơm áo gạo tiền, người này được nhắc nhở cũng ông đã suy nghĩ lại rằng Chúa thật để mình ở đây chẳng lẽ rồi cứ mở mắt ra là cơ máu gạo tiền, rồi tối về lại ngủ và sống một cuộc đời cái đời này qua ngày kia vô vị như vậy sao? Thì là ông bắt đầu tận dụng cơ hội cho ban ngày vẫn đi làm ở các xã ở miền, chiều về sau khi ăn cơm ông bắt đầu bơi qua một cái kênh, rồi qua bên kia bờ sẽ mặc quần áo chỉnh chu đi từ nhà này qua nhà kia để có thể rao giảng tin lành. Đến năm 1998 tôi nghe được tin tức thật là hấp dẫn quý vị này, cho nên chúng tôi đã tìm đến hợp tác với ông, với ban cấp sự đại tớ của Chúa tại Thành Trung để có thể gây dựng một thân mới tại đây. Và tôi rất ngạc nhiên, tưởng rằng mình chỉ đến hỗ trợ ông, nhưng mà không ngờ ở đây trong lúc bấy giờ đã có 300 người được nghe tin lành và 70 mấy người có thể gắn bó với cơ hội thánh để thờ cùng Chúa ở trong vùng sâu vùng xa.
tác với nơi đây để có thể gây dựng mua đất xây dựng nhà huyện. Có một mảnh đất rộng trên 2.000 m², có một nhà huyện sức chứa khoảng hơn 100 người. Và rồi từ đấy, hội thánh Chúa Tổng Liên Hội đã công nhận nơi đây là một hội thánh trực thuộc bổ nhiệm đầy tớ của Chúa đến để kêu gọi. Và người chiến sĩ lão thành kia, sau khi đã xong trách nhiệm của mình, nay đã già, ông rút lui về sinh hoạt nghỉ ngơi ở trong tuổi già với gia đình. Và hội thánh thành trung của tỉnh Vĩnh Long đã được thành lập từ nơi đó. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, có đôi lúc chúng ta có thể có những kiên trí và đưa ra những lý luận rằng ngày hôm nay ra đi làm chứng đạo của Chúa khó lắm, tại bởi vì do mình có rất nhiều lý do. Mà lý do nào đưa ra cũng hợp lý, có thể nó rất hợp lý với lý trí của chúng ta, lập luận của mình. Nhưng mà nếu Chúa phải nói với tôi, quý ông bà, anh chị em, thì Chúa nói rằng con ơi, bất hợp lý. Bởi vì với kinh nghiệm của một người thuộc về Chúa, bất kỳ nơi nào bàn chân của những con người tin kính Đức Chúa Trời đặt đến thì nơi đó không hề có trở lực. Giô-suê đoạn 3 câu 15 câu 17 sẽ cho chúng ta tin quân thù tìm cách cấm vận. Phía trước là sông Giô-đan chảy cuồn cuộn, sông Giô-đan sâu và nơi rộng nhất khoảng chừng 13 km, từ bờ này qua bờ kia là 13 km. Có lẽ con người bình thường bước xuống là chắc chắn chìm hoặc là bị cuốn trôi tức là. Những dân sự của Chúa Trời đã phải ơn Chúa ở trong trận chiến vũ linh này, khi bàn chân của những con người tin kính đặt xuống hết nước, sông Giô Đanh bèn rẽ ra, họ đi như trên đồng hồ. Cho nên đây cũng là kinh nghiệm của tôi ở trong những năm tháng khó khăn. Người ta lập luận rằng hết trở lực này đến trở lực khác, nhưng ngay trong lao tù, ngay trên nông trường, ngay trên đường đi, ngay khi uống nước giải khát, tôi vẫn thấy có cơ hội để rao giảng tin lành. Tôi vẫn có thể nhận đưa được nhiều người. Những cái gì người ta lo sợ đó, có nhiều khi mình đi trước Chúa mất, và mình trở nên những người đóng cửa công việc của Đức Chúa Trời mất. Tôi nhớ vào năm 1992, khi tôi lo cho một hội thánh, chúng tôi bắt đầu rao giảng tin lành, tôi ra đi làm chứng, anh em chúng tôi ra đi làm chứng, thì có những người phản ứng là: ông truyền đạo ơi, thời buổi này mà nếu ông đi làm chứng thì người ta đóng cửa nhà thờ, chúng tôi không có nơi nhóm lại, ông phải là người chịu trách nhiệm. Tôi trả lời rằng tôi không có sự trách nhiệm, mà Chúa của tôi chịu trách nhiệm. Nếu đóng cửa nhà thờ thì Chúa chịu trách nhiệm, chứ tôi không có chịu trách nhiệm. Tôi chỉ thực hiện sứ mạng của Chúa giao phó, đó là sống rao giảng phúc âm, tạm hiến cuộc đời cho Chúa tiến chung trong sứ mạng của nhau họ. Và rồi nhà thờ thì không có bị đóng cửa, nhưng mỗi ngày cứ thêm người mới vào trong hội thánh. Đến năm 2009, tôi rời khỏi hội thánh để bước vào công việc của Tổng Liên Hội. Chúng tôi đã có đến 2.300 tín hữu thường xuyên nhóm lại hội chủ nhật và mở ra 10 hội thánh mới. Chúa cho mọi sự tốt lành. Cho nên tôi thưa quý ông bà anh chị em, kêu gọi là thách thức quý ông bà anh chị em, đừng suy nghĩ khó, mình đừng đóng cửa trước khi mình bước ra, đừng thấy con sư tử trước khi mình bước ra khỏi nhà. Hãy nhìn biết rằng mình đã có sứ mạng, mình đã trải nghiệm và nhận lấy ơn lành của Chúa, hãy bắt đầu bước đi để làm sứ mạng Chúa ủy thác. Dầu hoàn cảnh có ra sao, chúng ta vẫn là người làm một cuộc đời trung tín chứng nhân cho Chúa ở giữa đời.
ông bà anh chị em suy nghĩ lại và xin Chúa cho chúng ta có thể nắm lấy đây là yếu tố đầu tiên cho những cô trai tớ gái Chúa đang ngồi đây và trở về sống một đời sống đầy linh quyền kết quả cho Chúa ngay từ bước đầu tiên bằng cả ý chí của chúng ta sống đời tin tưởng và tin nhận. Điều thứ hai là Chúa dạy cho chúng ta ở đây từ câu thứ sáu đến câu thứ 13. Một chứng nhân trong linh quyền phải là người có linh quyền đọc theo điều rao giảng. Phần đầu tiên này ghi lại cho chúng ta câu chuyện Philip là một tín hữu, ông là một nhân sự thật. Nhưng ông lại là người mặc lấy quyền phép thánh linh. Ông để thánh linh điều khiển cuộc đời mình. Phật hội chúng ta công nhận đây là người đầy dẫy thánh linh. Và qua cuộc đời ông biến đổi cả cộng đồng nên mới qua lời nói, qua việc làm của chính mình. Ở trong câu thứ 6, câu thứ 8, câu 12, câu 13, ông bà anh chị em đọc sẽ thấy phép lạ được bày tỏ ra, sự chữa lành có, tà ma bị trục xuất. Câu thứ 8 đem đến sự vui mừng khôn xiết cho cả thành. Câu 12, câu 13, nhiều người chỉ mất tên công khai. Ngay cả có một người tên là Simon, người tà thuật có nhiều ảnh hưởng đến cộng đồng, cũng đã phải đầu phục danh của Chúa Giêsu Christ và đứng chung với Philip. Tôi không biết ông bà anh chị em ở tại đây đã từng có người nào nói nặng và sỉ nhục chúng ta. Quý vị là những người ở trong Hội Thánh Tin Lành Việt Nam không hề có quyền năng được thánh linh. Những người tín hữu tin lành không có đầy dẫy thánh linh. Chỉ có chúng tôi mới là người đầy dẫy thánh linh. Chinh phục người này người kia cho Chúa. Còn tin lành thì không có quyền năng. Ông bạn kia đã nghe người ta nói như vậy về mình chưa? Khi cái ông bạn kia nghe thì cái ông bạn kia có cảm xúc như thế nào? Như xin Chúa rằng đây là